quý vị đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sài Gòn Live thực hiện. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Trendtip, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, để đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay là em thấy là hai chị em mình hơi bị nổi, đặc biệt là chị nha. Bình thường chị ít khi mặc đồ hở là em biết rồi đó. Đúng rồi, mà hôm nay nó táo bạo nha chị. Hôm nay rất là táo bạo nguyên cây luôn. Vì cái chương trình này mà Harry phải mua bên Hàn Quốc mang về. Ôi hả chị? Cái bộ đồ này á, mà em nghĩ là nếu như mà mình đi du lịch đó chị, mình chụp hình nó sẽ bao đẹp luôn, nổi bật nữa. Bảo đảm mình đi du lịch ở đất nước nào mà mình băng qua phố cũng sẽ có khả năng bị tắc nghẽn giao thông đó chị. Ui trời ơi, có nghĩ vậy không hay là em nói chuyện có hay em quá. Em nói thiệt mà, chị thử cái bộ đồ này mà chị đứng ngay cục đèn giao thông đi, em bảo đảm nó tắc nghẽn giao thông luôn á. Hay là đang khen hay là chửi vậy ta? Không, đang khen. Đang khen đúng không? Khen đang nghe. Cảm ơn các em. Đó, ngày hôm nay thì hai chị em mình đã màu sắc đã trẻ trung như thế này rồi. Đúng. Thì không biết trẻ, là anh trẻ được có mấy trẻ trung. Trẻ hơn như thế này rồi. Thì không biết là người anh của chúng ta, anh Nam Trung 9X, còn sẽ trẻ như thế nào nữa đây? Và kính thưa quý vị, giới thiệu makeup artist Nam Trung. Em có khác, mặc bộ đồ này là chỉ có sinh viên Hàn Quốc mới mặc, em hiểu không? Anh cảm thấy anh sai lắm nè. Sao vậy anh? Thôi đầu tiên thì để cho anh chào các quý vị khán giả trước. Chào mừng quý vị khán giả đến với Ảo thuật sắc đẹp. Và sau đó thì xin phép được vào bên trong cởi đồ ra chứ không. Ủa, sao cởi đồ? Anh thấy nó chênh quá hả? Hai em quá mát, hai em như giữa hè còn anh như là đông chí vậy đó. Phải. Được rồi. Chúng ta là chương trình ảo thuật sắc đẹp mà. Đúng. Là nói về cái đẹp, cho nên là chúng ta cứ mang đến cho quý vị khán giả nhiều phong cách làm đẹp khác nhau. Mùa hè thì mặc phong cách của chị Harry nè, mùa đông thì mặc phong cách của anh Nam Trung nè, còn mùa thu đông thì mặc phong cách của Sam. Đó chính là những gợi ý thời trang mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị khán giả. Nói về tuổi trẻ thì ba chúng ta ngày hôm nay cũng chưa trẻ nhất đâu. Nói về tuổi trẻ mà có anh hả? Đúng rồi. Em nói cái chữ đó anh xoay rồi. Không, xong anh bây giờ 9X anh mà. Nói ba chúng ta các em, anh quay lại liền. 9X mà. Ờ cho anh đu với. Ờ thì ai cũng 9X hết luôn. 9X. Ngại quá chị. Xin lỗi. Thôi mình bỏ một cái vấn đề là tuổi tác ở đây. Và nói về sự trẻ trung thì chắc chắn là khách mời ngày hôm nay sẽ mang đến cho chương trình một không khí rất là tươi trẻ. Tươi trẻ. Đúng rồi. Và xin mời sự xuất hiện của khách mời Trâm Ngô. Hay quá, mà hai đứa mình đứng ở đây á em. Dạ em chào anh Nam Trung, chị Harry, chị Sam và tất cả các bạn đang xem chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Trâm Ngô ơi, mình bao nhiêu tuổi, cái trăng gì đó chị? Trước khi hỏi câu này, em có muốn đổi chỗ không? Dạ. Dạ không. Được rồi, cho bé đứng bên đó thì ổn rồi. Ủa cái tự nhiên cái em trèo qua anh, sao em hỏi là em năm bên em bao nhiêu tuổi vậy, là em nói qua đây mà ở dưới anh đâu hả? Không, tại vì thấy bé trẻ trung quá và phong cách mặc nó rất đây là kiểu... Đây không phải trẻ trung mà là đây là trẻ mà. Đây là trẻ, đây là trung, phân biệt rõ ràng nha. Ừ, trẻ, bé ở trẻ. Ở cái số này là thấy chạnh lòng rồi đây nè. Dạ. Mặc đồ đã sai rồi, bây giờ tuổi cũng sai nữa. Đâu, luôn. Đâu, em thấy anh trẻ mà. Em là 9X. Dạ. Còn anh là X9, là tất cả mọi thứ là nhân lên 9 lần cho anh. Sao lại anh tự hạ bản thân mình vậy? Không có, mình có làm sao mình nói vậy đi em. Không, khán giả truyền hình lại bảo là mình cố đu. Em đang rất là cố lắm. Thầy Trâm ơi. Dạ. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Wow, như vậy là em lớn hơn bé 10 tuổi thôi. Ủa, chị lớn hơn em 10 tuổi thiệt hả? Bớt nói lại, nói mấy cái đó chi vậy? À sao? Đúng rồi, thôi chúng ta đừng tính về năm sinh nữa. Ở đây là có ba chúng tôi là chuẩn bị nhức đầu lắm rồi vì không tính ra được số tuổi của mình. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nghỉ giao trong ít phút trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với Trâm Ngô nha. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Và bây giờ thì Harry muốn hỏi Trâm. Dạ.
Nghe nói là Trâm làm nghệ thuật từ nhỏ xíu xíu. Dạ. Là từ bao nhiêu tuổi vậy? Dạ cũng không nhỏ lắm, là lúc đó em 14 tuổi. 14 tuổi? Dạ. Thì nói chung là có duyên được nhiều người yêu thích ở trên mạng xã hội. Xong rồi em có cơ hội được mời đi chụp ảnh cho các cái shop nhỏ ở dưới chỗ em ở thôi. Là ở Đồng Nai. Đồng Nai là vậy gần là nhà Lê Dương Bảo Lâm hả? Dạ, đúng vậy hả? Dạ thì lúc đó em được đi chụp các cái shop nhỏ ở gần đó thôi. Sau đó thì em lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì em cũng có duyên được mời tham gia một bộ phim. Mà bộ phim ở thời điểm đó là năm đó em 18 tuổi. Và phim phim Sửu Nhi. Sửu Nhi là giống như trẻ trâu đúng không? Đúng rồi, trẻ trâu đó. Dạ là nói chung là em hợp vai lắm. Kiểu em em hợp vai là em đóng hai hay là bản thân em là trẻ trâu? Bản thân em là trẻ trâu luôn đó. Dạ có nghĩa là em rất là bốc đồng rồi đỏng đảnh, hay kiếm chuyện trong lớp rồi đi học cứ điệu đà này kia. Thì ở thời điểm đó em hợp với cái vai đó. Xong được nhiều người biết tới, nhiều người yêu thích. Dạ ngộ ha, bé đóng một cái vai mà tính xấu không mà được nhiều người yêu thích. Nhưng mà em cũng có đóng chung với chị Sa một bộ phim truyền hình Bố Là Tất Cả. Đúng rồi. Cho anh hỏi cái này Sam nhớ không? Em nhớ, em nhớ. Nhớ em cũng thấy cái mạch hơi ngưng á, ngưng á, suy nghĩ á. Em hỏi sâu thêm đi em. Đúng. Phim đó chị đóng vai vợ của ai ạ? Ủa nhưng mà cái đó là chị sao đóng vai chị gái của em mà sao không nhớ được? Không phải à? Nhớ được không phải à? Cái gì vậy? Em cũng rất là nhiều phân đoạn với chị, ít ra chắc cũng phải hơn 20 phân đoạn của em với chị. Ôi vậy à? Anh cảm nhận được sao? Bởi vì lúc đó khi mà mình làm việc á, nhiều khi á mình đang ở trong cái môi trường mà mình sống với cả cái vai diễn, không để ý nhiều lắm tới những cái tương tác xung quanh. Chỉ trừ khi nó quá mạnh, nó có xích mích gì đó thôi. Thì mình mới nhớ. Là phải đợi xích mích mới đó. Nhớ nha. Đúng. Anh nghĩ là như vậy. Cái thứ hai nữa là nhiều khi á tụi em không thấy tụi em thay đổi đâu. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà Sam nhìn lại cái tấm hình của bé lúc đó thì em sẽ giật mình. Bởi vì nhiều khi người ta thay đổi mà mình không có để ý thấy. Đúng. Không mà thật sự em thấy là bé Trâm là càng ngày càng xinh hơn, đẹp hơn luôn. Khi mà em nhắc tới cái phim đó thật sự chị lại không có nhớ, không ấn tượng xíu nha. Nhưng mà chị lại biết Trâm cái khoảng thời gian sau này nhiều hơn. Dạ. Đúng rồi. Giống gái hàng lắm nha chị. Dạ chị. Đúng rồi. Dạ nhưng mà quay trở lại câu chuyện anh Trung có nhớ em không? Ủa tôi không biết nha, bây giờ là mạnh chuyện ai người đó lo đấy thấy chưa? Nhưng mà em phải thông cảm. Dạ. Đúng không? Em 23 tuổi em lộn lại cộng thêm chưa ra số tuổi của anh đâu. Thì như là dạ, bỏ qua cho người lớn tuổi đi. Rồi mình bỏ qua cái vấn đề đó đi. Thôi cứ nói đi nè, sao mình gặp nhau ở đâu nè? Dạ không em chọc anh thôi, em với anh chưa. Dạ không em chọc anh thôi, em với anh chưa. Nghiệp quật là đây đó, mà đây là hậu sinh khả úy đó. Thôi mà nhân dịp này thì Harry cũng muốn kể nè, tức là từ 14 tuổi cho tới bây giờ là vậy là em năm thứ 9 hả? Dạ nói chung là để mà tính làm nghề mà kiểu như là chính thống và nghiêm túc thật sự đối với em á thì chỉ là mới có 4 năm thôi. Nói chung là Harry hỏi là tại vì từ nhỏ hoạt động cũng cái này cái kia rồi make up này nọ. Dạ. Thật ra thì da của em hiện giờ thì chị thấy vẫn rất là đẹp nha. Nhưng mà vấn đề á là giống như là mình càng về lâu thì mình cũng phải biết giữ gìn da mặt của mình. Lần này em đi Hàn Quốc, em đi cả tháng trời thì người ta có nói là cái điều mà quan trọng nhất của cái dưỡng da đầu tiên sẽ là tẩy trang. Không phải dưỡng da mà là tẩy trang là cái điều quan trọng nhất. Và Harry muốn giới thiệu một cái sản phẩm mà Harry mới qua đó là Harry nhận được đó. Cái này á là dạng nước, cho nên nó khi mà mình rửa nó rất là kiểu cảm giác là nó nhẹ tênh. Nó không có cái cảm giác là dầu hay là nó có khi nó nặng nặng thì lại không có. Cho nên Harry cảm thấy là thực ra thì khi mà đời thường mình xài cái này á, Harry cảm thấy nó rất là hợp lý. Dạo này á, bụi mịn nó rất là nhiều, mà bụi mịn thì lại vô trong da thì nó lại khó lấy ra, thì cái này thì lại rất là thích hợp để cho cái da của mình mà nó có cái bụi mịn thì nó lấy ra cũng rất là dễ luôn. Với lại nó rất là lành tính cho nên cái kích ứng da của mình nó cũng rất là ít nữa, cho nên Harry nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp cho rất là nhiều người. Cái loại này á thì nếu như mà khi mà mình đi làm á, mình make up dày như thế này, make up nhiều như thế này á, không em make up tự nhiên thôi. Dày lắm đó, dày tự nhiên thôi. Tự sửa chữa nha. Bây giờ mình chơi không nè. Ha, sẵn cái nước tẩy trang rồi nè, mình chơi thử thách mặt mộc không em? Trời em không ngờ là anh lại đá ba quên đi kia nữa. Dạ thôi à. Cái
thật sự cái chai này á là cái chai mà bây giờ anh rất là cần. Không phải là dành cho anh không đâu. Dạ. Mà là dành cho cái công việc make up. Dạ. Bởi vì nó là tẩy trang mà dạng nước á. Vâng. Cho nên là khi mà em tẩy trang nhẹ xong, xong rồi em tiếp tục cái công việc make up nó rất là dễ. Cái này đúng nhanh. Em thấy dân make up ở bên Hàn Quốc chuyên nghiệp á là ai cũng có cái này để ấy luôn á. Hồi trước lúc mà em còn nhỏ, em đi quay á, em make up này kia sau em về á, em như một trang giấy trắng vậy á. Có nghĩa là em không biết cách để mà skin care luôn. Em tẩy trang thì em cũng chỉ mua nước tẩy trang thông thường, xong rồi em tẩy, mà trong khi đó make từ sáng cho đến tối, còn dặm phấn liên tục nữa. Xong rồi lúc đó da của em bị mụn ẩn nhiều lắm, cho tới bây giờ là nó cũng vẫn còn để lại hơi rỗ nhẹ bên đây nè. Bây giờ em phải dưỡng da hơn người khác gấp nhiều lần thì em mới được cái da ổn định một xíu thôi, chứ không phải là được da đẹp tự nhiên như người ta. Ồ không, em nhớ nha, em nhớ có một khoảng thời gian là da Trâm có vấn đề như này, chị nhớ. Có nghĩa là nó bị nguyên bên má. Đúng, tại vì hồi đó em ấn tượng với Trâm á là em nói trộn bé mặt xinh quá, mà cái da của bé hơi uổng, tại vì họ bị vấn đề nhiều quá. Bị mụn ẩn á chị. Hôm nay em gặp lại em hết hồn á. Không, mà một phần á là cái đó là do tuổi của em nữa. À dạ, tuổi dậy thì nữa. Tuổi dậy thì cho nên cái hormone nó cũng bất ổn á, cho nên nó hay bị cái đó lắm. Sao em có thử tiếp không em? Đồ của Harry đó em. Dạ có. À được rồi, đủ rồi mọi người ơi. Là làm xong rồi thì mới cái cảm giác là nó nhẹ á chị. Thật, nhẹ. Thật sự nha. Anh, em cũng vậy nè. Ừ. Cái thứ nhất là để cho mọi người cùng nhìn thấy cái độ tẩy trang của nó. Dạ. Cái thứ hai là để chứng minh với mọi người là Sam không có dùng kem nâng tông. Dạ. Chứng minh được là da tông màu này là da tông thiệt của Sam. Cái này là tẩy trang là vừa đủ nè ha. Dạ. Và cho chị hỏi nha, bây giờ em vô chương trình này và em muốn thay đổi cái hình ảnh của em như thế nào? À, thì giống như chị Sam cũng thấy á, em cũng có làm hình ảnh cá nhân cho em. Thì em suốt ngày cứ đẹp thì mọi người thấy đẹp, nhưng mà em thấy em cứ như vậy hoài à. Em cứ nhẹ nhàng, chứ em không có thay đổi một cái gì đó nó bứt phá quá, hay là nó mạnh mẽ, nó cá tính quá. Cho nên là hôm nay em muốn thử sức là thay đổi bản thân một chút. Là phong cách Y2K là xu hướng của những năm 2000 á chị. Năm 2000 lúc đó em làm gì? Dạ, em mới sinh ra được một năm thôi chị. Dạ. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là em sinh năm 99 hả? Dạ. Ủa 2000 năm sinh của mình mà em. Ủa? Năm sinh của mình chị Trâm. Chị Trâm, vậy là mình phải gọi là chị Trâm á. Anh cũng kêu là chị Trâm đi nè. Chú sẽ lại gì? Dạ. Sam ơi, đừng có kỳ thị cái mắt kỳ thị, đừng có kỳ thị. Chị phiên thẳng qua phân ra luôn. Ôm mồm. Vậy bé này làm cho anh nhớ tới một bạn ở mấy cái tập đầu á, bạn Quý. Thì một trong những cái việc á mà em mà trải nghiệm á, hoặc là anh mà làm cho bé này nè, là mình phải chấp nhận cái sự gọi là đánh giá của những cái người hâm mộ của bé. Bởi vì những cái người mà được cái người hâm mộ người ta yêu thích bởi cái hình ảnh đó, họ không có muốn thần tượng của họ thay đổi. Đúng rồi anh. Và nhiều khi á, mình thay đổi cho nó vui, mình thay đổi để mình cảm nhận thêm những cái màu sắc khác, họ cũng không chấp nhận. Và thường á là cái người mà làm xong á hay bị chê là không hợp này, rồi già này, hay là nhìn thấy ghê từ tùm lum tà la. Đó cũng là một lý do làm em không dám thay đổi nhiều. Cho nên là bản thân em cứ chọn cái an toàn á. Hồi xưa là chị bị giống Trâm á, em kể chia sẻ với mấy anh chị ở số trước đó. Có nghĩa là cái hình ảnh của mình trước giờ, từ lúc mà em mới lớn 18 tuổi, khi mà tham gia nghệ thuật nó đã như vậy rồi. Mọi người yêu thích hình ảnh bé Sam rất trong sáng, nhẹ nhàng và với một mái tóc dài và thường là xoăn. Thì em rất là ngại thay đổi, bởi vì nghĩ là khán giả sẽ không có đón nhận cái hình ảnh mới của mình, và họ đang quá yêu thích cái hình ảnh này của mình rồi. Và khi mình thay đổi thì khán giả sẽ phản ứng như thế nào? Có thể là mình sẽ lỡ mình nhận được những cái đánh giá tiêu cực, rồi khán giả sẽ quay lưng hay này nọ. Mình cứ suy nghĩ tới những vấn đề đó và mình không dám thay đổi. Nhưng mà khi tham gia chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp nó hay lắm em. Làm thay đổi tư tưởng của chị hết, thay đổi tư duy của chị. Đây, chị Harry và anh Nam Trung là hai nhân vật mà truyền cảm hứng cho chị. Đó là xong chương trình là cắt phăng mái tóc luôn. Thật sự khi mà lần đầu em cắt cái này á, em up lên trên mạng xã hội á, thì khán giả cũng sẽ có hai chiều. Trái chiều chứ. Cũng sẽ có những bạn yêu thích mình và nói là ô chị cắt cái này mới mẻ nè, cũng hợp với chị. Nhưng mà em thấy là cũng rất là nhiều bạn nói là ô không có hợp đâu, để lại tóc dài đi, làm ơn nối lại tóc đi đó. Nhưng mà em cứ nghĩ là thôi, bây giờ quan trọng là bản thân mình cảm thấy vui và bản thân mình cảm thấy hạnh phúc trước đã. Chứ mình cứ phải lúc nào cũng chạy theo ý kiến của rất là nhiều người thì họ mình sẽ rất là mệt mỏi và mình cũng không phải là chính mình. Đúng rồi. Trang điểm mà những cái năm 2000 á, nó có một cái tính chất rất là đặc biệt, đấy là màu nhũ rất là nhiều.
Dạ đúng rồi. Cũng có bling bling. Ở những cái năm 2000 á, nó có rất là nhiều những cái trường phái khác nhau. Mình sẽ có Britney Spears. Dạ. Là một Christina Aguilera. Dạ. Là hai người, là hai phong cách trang điểm khác nhau. Một người hơi punk một xíu nè, một cái người mà pop mà hơi futuristic với cả mắt xanh, blue rồi dạ, môi nhạt nè. Rồi ở những cái năm 2000 đó mình cũng sẽ có thể nhìn thấy là Destiny Child. Dạ. Những cái nhóm mà bắt đầu cũng kết màu nâu nâu, môi thâm thâm rồi mắt nhũ nhũ trắng trắng nè. Nó dạ, có rất là nhiều những cái phong cách như vậy. Và ở cái thời điểm đó thì nó có cái máy rất là thích á, là dán những cái phụ kiện trên mặt. Dạ. Ê Sam, anh hả, sinh năm 2000 mà anh biết nhiều thứ ghê. Không biết khoảng thời gian mình sinh ra mình phải nhớ chứ em. Sinh ra là có nhận thức liền. Rồi em tin rồi, em tin là anh sinh năm 2000 rồi. Tin chảnh đi em. Lúc mà năm 2000 thì lúc đó Sam làm gì? Năm 2000 hả? Thật ra là năm 2000 là em còn dưới quê á mọi người. Dưới quê? Ồ. Lúc đi dưới quê em mặc kiểu như thế nào? Tại vì thật ra là năm 2000 thì lúc đó em cũng chỉ mới có khoảng 10 tuổi thôi. Vậy là em lớn hơn chị trụ nhiều quá. Ủa, nhỏ 10 tuổi đó, vậy là em cũng 10 tuổi đó. Tiếng ngại cho chúng ta lắm mọi người. Không, mà nói thiệt với mọi người là khoảng năm 2000 là lúc đó em còn dưới quê. Còn chưa có biết làm điệu, chưa có biết làm đẹp đâu, chỉ biết đi học thôi à. Đó, cho nên là nếu mà nói về am hiểu phong cách thời trang giai đoạn đó thì em nghĩ là em không có cái ký ức nhiều. Chính vì như vậy á, cho nên là ở trong tất cả những cái mà học mà để trở thành chuyên nghiệp á, thì người ta đều phải học về cái lịch sử của nó. Yeah. Ví dụ như trong thời trang thì có lịch sử thời trang, nó sẽ có fashion timeline. Yeah. Đó, trong make up thì cũng có make up timeline. Anh sinh năm 2000 mà, nhưng anh vẫn hiểu năm 2000 bởi vì anh học chuyên nghiệp. Bởi vậy. Đó. Đúng rồi. Giống như Harry này, bây giờ mà nói về quần áo của những cái năm 2000 là vẫn hiểu, không phải là bởi vì sinh ra mà nhớ luôn mà vì mình được học. Em học hỏi dữ lắm. Quý vị khán giả có thể lên mạng xã hội, lên Google và search Nam Trung cũng như là Harry Won. Chúng ta sẽ đi đâu. Tự nhiên cái chương trình là ảo thuật này, là sắc đẹp lại đi tìm kiếm Nam Trung Harry Won. Em kỳ quá. Kỳ, tánh kỳ. Chị em mình bỏ qua cái giai đoạn tuổi tác này đi. Chứ chị thấy lo cho hai ông, okay, ông anh bà chị của chị dữ lắm rồi. Dạ, đó. Và bây giờ thì Trâm Ngô ơi, em đã sẵn sàng để chuẩn bị vào trong thay đổi layout make up mới cho mình chưa? Bây giờ cho anh phải hỏi vậy nè. Trâm Ngô đã sẵn sàng và những fan của Trâm Ngô đã sẵn sàng hay chưa? Dạ, em thì rất là sẵn sàng và em tin là những người yêu quý em sẽ hướng tới những điều mà em mong muốn. Dạ. Phải cho anh nói vậy trước chứ không fan của bé lại không thích rồi lại... Anh đề phòng dữ lắm. Đề phòng. Năm dạ, 2000 mà thông minh lắm. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ mời Trâm Ngô vào trong để chuẩn bị cho bước tiếp theo nha. Xin mời Trâm Ngô. Dạ rồi.